À, xin kính chào quý vị khán giả, chúc cho quý vị khán giả có một ngày mới vui vẻ. Bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng, tôi đang trên đường đến với nơi hẹn mà công ty du lịch đã hẹn tôi để chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới. À, khu vực này là khu vực cầu Đĩa Nghè, bên tay trái là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Công ty du lịch hẹn 5 giờ thì bây giờ cũng tranh thủ để mà đến đúng giờ. Khu vực này là cửa sau, là thuộc là cửa bắc của chợ Bến Thành. Giờ nhiều tiểu thương đã dọn hàng xong hết rồi, thì cũng có nhiều hàng thì cũng chuẩn bị. Tôi sẽ thấy những cái hàng ăn uống đó, thì họ đa số là họ đã dọn hàng từ rất là sớm rồi. Khu vực mặt bằng phía trước chợ Bến Thành này cũng được trả lại nè, một phần được trả lại, không còn rào chắn nữa. Dạ, bây giờ xin mời quý vị khán giả xem những hình ảnh tiếp theo của chuyến hành trình đi quay phim ở tại Bình Chánh của Nhân Minh Nhân nhé. À, tới địa điểm rồi, bây giờ thì chuẩn bị vào thực hiện những cảnh quay đầu tiên. Một cái chuyến đi hành trình dù dài ngày hay ít ngày thì Nhân cũng đem theo là 3 máy hoặc là 4 máy. Một cái máy là Sony NX100 chuyên dụng. Cái máy này thì chuyên là quay những cái cảnh tĩnh, thì để cố định một góc, thì để mà zoom cận mặt, zoom cận. Còn cái những cái máy nhỏ thì quay là chuyển động, như là DJI Osmo Pocket 1 nè, hay là cái máy Sony cầm tay nhỏ. Đây, cái màn hình LED khá là lớn ở ngay tại khu vực sân trường. Nhân đọc được đâu đó một bài viết nói về những bổ ích của việc đi học tập ngoại khóa của học sinh, rằng hiện nay học sinh ở thành phố thường xuyên rơi vào tình trạng khối lượng bài vở quá nhiều, không chỉ học văn hóa, các em còn phải học thêm đàn, hát, vân vân. Và cùng với việc học quá nhiều là vấn đề về điểm số. Chính những điều đó luôn làm các em cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Và những buổi đi học ngoại khóa như thế này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giảm đi căng thẳng. Không chỉ phải ngồi một chỗ mà cơ thể được hoạt động, đầu óc của các em sẽ quên đi những căng thẳng về bài vở, về điểm số, và các em cũng sẽ có nhiều suy nghĩ tích cực hơn. Khi trẻ ít vận động, sử dụng quá nhiều điện thoại di động sẽ khiến cho cơ thể trở nên ì ạch, tình trạng béo phì, thụ động, rồi các bệnh về mắt như cận thị, loạn thị, v.v. gia tăng. Những hoạt động ngoài trời giúp cho cơ thể trẻ vận động liên tục, hấp thụ vitamin D, làm cho xương chắc khỏe, cơ thể được săn chắc và có hệ miễn dịch tốt hơn. Những chuyến đi học tập ngoại khóa như vậy rất có lợi cho các bạn học sinh trong việc tăng khả năng học hỏi cũng như kỹ năng quan sát. Những chuyến tham quan đơn giản theo chủ đề như đi thăm vườn thú hay đến với những trang trại sẽ rất là bổ ích. Và những chuyến đi này có tác dụng giúp cho các bạn học sinh có sự va chạm với môi trường bên ngoài, được biết thêm nhiều loài như là động thực vật. Từ đây sẽ khơi gợi sự sáng tạo, niềm đam mê cũng như tăng khả năng quan sát cho các bạn học sinh. Bây giờ đi bộ vô khu du lịch thì cũng gần cây số. Bây giờ xin hỏi ai tự tin lớp nào, xe nào giành giải nhất đâu, giơ tay lên cho biết xem nào. Ai cũng có ước mơ hết đúng không bạn? Bây giờ cho anh điểm danh nha, bây giờ anh gọi đến xe nào. Các bạn cho ơi thiệt là lớn lên nha. Xe số 1 ơi. Cảnh quay đầu tiên tại Happy Farm thì sẽ quay cảnh các em học sinh cấy lúa. Một xíu nữa các bạn sẽ được đi hay bé làm dòng và đi cấy lúa. Ở đây bạn nào chưa biết cấy lúa đâu, giơ tay. Những bạn chưa giơ tay, những bạn đã biết cấy lúa đúng không? Tay phải của mình nè, cũng như tay trái của anh nha, thì các bạn sẽ nhận một cây lúa như thế này. Rồi, khi nhận được lúa thì mình sẽ dùng tay phải của mình nè
Rồi kẹp chặt vào trong cái gốc lúa, sau đó cắm xuống bụng cho cái lúa mình nó đứng ra được không? Nè, cắm xuống cho lúa đứng ra. Hoặc là mình có thể dùng tay mình tạo hình hình khẩu súng, sau đó đặt cái lúa vào chính giữa khẩu súng của mình, thấy không? Còn ngón ngón tay cái là gì ta? Cái cò súng đúng không? Mình sẽ bóp vào trong gốc lúa và ghim xuống, được không? Rồi, và khi trồng lúa, các bạn có được cầm cái ngọn lúa như thế này trồng không? Nếu cầm ngọn lúa trồng xuống, đất nó cứng quá thì cái gốc lúa bị gì? Gãy nghiêng, cái lúa còn sống không? Rồi, nếu như cái lúa nó chết, vậy cái lúa này nó chết đúng không? Vậy nó có tạo được hạt gạo cho mình không? Rồi, vậy nếu không có gạo á, mình có cơm để ăn không? Có hủ tiếu để ăn không? Nhớ nha, cầm gốc lúa, không cầm ngọn lúa nha. Đây thì có trồng sẵn những cái mô hình là cây lúa nè. Đây là cái khu vực mà họ làm cái mô hình để mà họ là cây lúa. Các bạn học sinh này nay có dịp vui chơi học tập thoải mái luôn. Thì sau khi mà nghe hướng dẫn từ cái anh hướng dẫn địa phương ở tại khu vực sân đó, thì sau đó thì các bạn sinh sẽ bước xuống khu vực mà cấy lúa, thì sẽ cầm một cái nhánh lúa để mà cắm xuống khu vực mà để mà cấy lúa này. Tiếp tục đi sang khu vực vận động thì sẽ quay những cảnh trò chơi vận động ở đây. Trò chơi thì mang tên chung sức chung lòng. Các bạn bây giờ để phần thi đấu của các bạn được hấp dẫn và sôi nổi cũng như là đạt cái kết quả tốt nhất, thầy mời các bạn quan sát và nghe thầy thuyết minh về trò chơi sau đây. Chèo xuồng bằng dây, bạn ngồi vững chắc trên thuyền, hai tay kéo sợi dây thật nhanh để đưa thuyền về bên bến bờ bên kia. Sau khi các bạn chèo qua bến bên kia, các bạn sẽ được người hỗ trợ để các bạn đi lên trên bờ và truyền tín vật cho hai bạn tiếp theo của mình. Mỗi một vị trí là hai người tiếp theo, hai bạn nam nữ tiếp theo sẽ đi qua cầu dây. Các bạn quan sát nè, chỗ này là khó nhất nè. Đi lên bẻ đó, bẻ ra bên ngoài nha, bẻ ra bên ngoài. Hồi nãy thầy nói bẻ ra ngoài, mấy bạn kia bẻ vô trong bị té. Trong quá trình tụi con đi té chỗ nào là chúng ta phải quay trở lại vạch xuất phát để chúng ta đi lại từ đầu. Các bạn lưu ý phải cho khéo léo. Tiếp theo, các bạn đang nhìn thấy anh Bảy đang đi cái cầu đó gọi là cầu dây, và chúng ta cũng sẽ dễ bị té hơn. Các bạn hai tay luôn giữ thành cầu để đảm bảo an toàn đó. Và cuối cùng đó là cầu ván. Cầu ván thì độ rung lắc càng nhiều hơn nữa đó. Các bạn thấy anh Bảy đi không? Tại sao anh Bảy đi quá dễ dàng? Vì anh Bảy mỗi ngày đều ở đây, anh Bảy đều phải đi cầu. Sáng ra là ổng đi cầu, sáng ra là ổng đi cầu, hồi sáng giờ đi cầu 4 lần, mà mỗi lần đi là 3 cái cầu, sáng giờ đi cầu 12 lần. Thấy tưởng không? Ôm nhiều nhanh luôn, không còn giảm cân. Bên kia là khu vực mà để cho các bạn trải nghiệm tắm sông miền Tây. Mực nước ở đây thì cũng không có sâu đâu, nó chỉ tới hơn cái đầu gối của các bạn học sinh lớp 7 chút xíu thôi. Sau khi mà quay những cảnh vận động trường xong thì Nhân chuyển qua bên khu bên này là khu mà bè mương tắt cá để ghi hình cảnh bè mương tắt cá. Nhưng mà trước khi bè mương tắt cá thì các bạn học sinh này tham gia những cái hoạt động như là trải nghiệm đi trên cầu ván và đi trên khu vực mà cầu bến xe nè. Có nhiều bạn lần đầu trải nghiệm đi cũng còn sợ nè, như bạn này là không dám bước lên, phải nhích nhích từ từ qua. Bạn
Đây, bạn này trường từ từ qua nè. Cũng trơn lắm chứ không phải là đơn giản đâu quý vị khán giả. Bởi vì các bạn này đã tắm rồi sau đó thì trải nghiệm là ở dưới cái lớp bụng rồi, cho nên là rất là trơn trượt, nếu như mà không cẩn thận rất là dễ té. Mà nữ này là khá là sợ, trường từ từ. Các bạn cùng lớp ở trên bờ thì bảo động cho bạn này để mà có thể là vượt qua những chướng ngại vật. Bây giờ bạn này có bắt đầu là sau khi trường xong bây giờ chuyển qua bò rồi, gần tới rồi, cố lên. Rồi, chúc mừng bạn Mai nhé, đã thành công vượt chướng ngại vật. Ở trong đây có khu làng ẩm thực thì bạn học sinh ở đây thì vô đây mua bánh, mua kẹo, mua các đồ lưu niệm. Thì đây nói nôm na cũng giống như cái khu mà căng tin đó. Để vô đây coi có bán gì không nha. Đồng giá 10.000. Cái này hủ gì vậy ông chủ? À sao ông cái thổi hả? Là gì? À hay ha, độc lạ. Bánh kẹo khô mực. Vòng tay. Đây quần nước giải khát, trà sữa 7.000, 10.000, 15.000. Quay những cái hoạt động mà học tập và cũng như trải nghiệm của bạn học sinh xong, bây giờ là giờ ăn trưa của các bạn. Bây giờ thì Nhân cũng đi thực hiện những cảnh quay các bạn ăn trưa, nhưng mà cũng ngắn thôi chứ không có nhiều giống như là những hoạt động trải nghiệm sáng nay. Sau khi mà ăn trưa nghỉ ngơi xong thì tiếp tục ba hoạt động trải nghiệm nữa, là đầu tiên là làm bánh ít nhân dừa. Nhân sẽ thực hiện cảnh quay làm bánh ít nhân dừa cũng tại khuôn viên của du lịch Happy Farm. Chị sẽ cuốn thành những cái khuôn bánh như thế này. Rồi, ở đây rồi các bạn chú ý nè, ở đây chị có sẵn những chiếc khuôn bánh. Mình sẽ có nhiều cách để làm, bạn nào thích làm gói dây thôi thì mình sẽ lấy cái này mình gói dây thôi, được chưa? Còn bạn nào thích quấn thử cái lá này thì mình sẽ quấn thử, sau đó tí xíu nữa để chị xem coi xe nào khéo tay hơn nha. Rồi, ở đây các lớp lá nó sẽ xếp chồng lên nhau và mình nhìn vào bên trong các bạn sẽ không thấy cái chỗ hở. Các bạn xem thế vậy. Con đã làm được cái bánh này chưa con? Chọn cho đi các bạn ơi. Con đã làm được cái bánh chưa? Dạ rồi, để con làm được hai cái bên kia. Cái việc làm này khó không con? Dạ con thấy của mình rồi. Giờ tiếp tục đi trải nghiệm làm kẹo bông gòn. Rồi, bây giờ thì trong ơi. Trong bụng rồi, chị Trân đang phải quay phim cho các bạn rồi. Trời ơi. Nước hả? Nước. À. Thì bây giờ chúng ta đang đến với khu vực làm kẹo bông gòn. Thì đây là một món ăn của tuổi thơ của chúng ta. Thì thành phần gồm có đường là chính. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị đường. Thì đường mình sẽ bỏ vào cái máy này. Và khi mà bỏ đường vào thì cái máy này sẽ nhả những cái tơ đường ra ha. Và chúng ta sẽ có những cái kẹo bông gòn thơm ngon để mình ăn. Và mình sẽ dùng cái que để mình quay. Cái quá trình này làm có công phu lắm không? Không em có phải tập gì không? Bao lâu mới làm được? Dạ thật ra thì cái quá trình này chúng ta chỉ cần sự khéo léo, tỉ mỉ là mình sẽ làm được những cái bông gòn thơm ngon thôi ạ. Càng nhiều thì thấp khéo lên càng nhiều quay nhanh hơn. À,
mình phải quay nhanh liền tay vậy đó hả? Quay nhanh là cho nó muốn một cục, sau đó mình sẽ quăng tròn, để ra hình tròn. À, rồi mình cứ quay đều đều vậy thôi, chứ mình không cần phải xoay. Cao lên xíu ha. Đừng chú cái máy nó sẽ bị văng ra ngoài. À, để ngoài đây ha. À, một muỗng đường như vậy thì quay cái cây này khoảng bao lâu rồi mới xong được như tầm vậy em? Khoảng 10 giây hoặc là 15 giây là 10, xong cây. 15 giây. Được chưa? Như vậy là của anh đây là được chưa? Vậy là xong đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy là ra một cái kẹo bông gòn. À, một cái kẹo bông gòn để ở ngoài thì bán là khoảng tầm 10 15 tùy theo 10.000 15 à. Hoặc là tùy theo màu. À, đây là tuổi thơ của rất là nhiều người, bên đây có tuổi thơ của anh nữa. Dạ. À. Rồi cảm ơn em rất là nhiều đã cho anh cái kinh nghiệm mà thử kẹo bông gòn, làm cái kẹo bông gòn này cũng dạ, như dạ. là thưởng thức. À, à đường nếu mình leo đường này đường gì em? Đường cắt trắng hả? Đường cắt trắng. À, anh thấy có nhiều người sử dụng nhiều đường khác nữa hay đường có? Đó, mình sử dụng mấy cái màu thực phẩm á, mình sẽ bỏ đây để trộn màu. À. Sau đó mình sẽ bỏ đây để tạo. À, cảm ơn em nhiều lắm nha. Sau khi ăn trưa xong thì Nhân đã quay được ba cảnh, là thứ nhất là hoạt động trải nghiệm đầu tiên là làm bánh lá dừa, hoạt động thứ hai là làm kẹo bông gòn, và hoạt động thứ ba trong buổi chiều ngày hôm nay đó chính là làm tinh dầu xả. Thì bây giờ ngồi đợi cái top thứ ba này đến để mà quay cái cảnh này. Rồi, cho chú hỏi lại nè, cái này nó có màu gì đây các bạn? Màu vàng, đúng rồi. Khi mà hũ tinh dầu xả của chúng ta chuyển thành một màu vàng ấm như thế này, tức là hũ tinh dầu xả đã thành công nha. Còn nếu như mà nó chuyển thành màu xám hoặc là màu đen thì hũ tinh dầu xả của mình đã thất bại, phải làm lại nha. Đây là màu vàng ấm thì nó chuyển thành màu này mới đúng nha. Rồi, bây giờ các bạn có thể sử dụng được rồi. Các bạn chỉ cần mở nắp hũ tinh dầu xả ra, đậy lên phía trên giúp chú một lớp vải mỏng hoặc là một lớp lưới mỏng. Sau đó các bạn sẽ đặt ở trong những góc tối trong nhà. Sau khi mà ghi hình ba hoạt động trải nghiệm vào đầu giờ chiều thì bây giờ là quay chương trình sân khấu. Và nam sĩ chúng tôi xin cảm kính mời thầy Phan gồm có phần thi và chương trình thi hóa trang vừa rồi của lễ chính thức khép lại từ sân khấu của trường ngày hôm nay tại nông trại Bình Phan. Thay mặt cho nông trại Bình Phan cũng như công ty du lịch An Lộc Việt gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn xin đã đến tham quan nông trại Bình Phan. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, trời bắt đầu lâm râm rồi, chắc là không biết là có mưa lớn hay không. Thì bây giờ thì các bạn học sinh cũng tranh thủ ra xe để mà về. Và cũng thật may mắn thì khi về đến trường thì cũng đã hết mưa. Thì đến đây thì Nhân xin cảm ơn quý ông bà cô chú và quý anh chị bạn bè đã xem hết đoạn phim ngắn về chuyến đi công tác của Nhân. Nhân xin kính chúc quý ông bà cô chú luôn luôn dồi dào sức khỏe và sẽ có những chuyến đi thật là vui vẻ và thật là ý nghĩa. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.